Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video sáng nay, ngày 29 tháng 10 năm 2023. Thì trong video sáng nay, chúng tôi lại cập nhật thêm và gửi đến các bạn những ảnh mới nhất về công viên Ba Son. Thì công viên có vị trí ở ngay chính giữa tòa nhà Lex và dự án Grand Marina của Matre Home ở khu Ba Son, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Thì thoạt nhìn với góc nhìn cao thì các bạn nhìn thấy là được thiết kế có một dòng sông và một con tàu ở giữa dòng sông. Thì như vậy rõ ràng công viên được thiết kế với cái biểu tượng là nhà máy đóng tàu Ba Son. Thì với cái màu đen trên dòng sông các bạn thì là đó là nước, còn hình hài con tàu thì được thiết kế xếp những cái vật liệu màu xanh. Thì tôi cũng chưa xác định là vật liệu vì không dùng những cái vật liệu gì, bởi vì với góc nhìn trên cao này thì không thể đoán được. Và với những cái ô có hình lá sen bằng gỗ thì chắc chắn đơn vị thi công sẽ thiết kế thêm hệ thống như đài phun nước mini cũng như là hệ thống đèn led màu chiếu sáng màu cho các bạn. Thì sau khi hoàn thiện tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm, mời các bạn chú ý theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chúc tất cả các bạn cùng gia đình một ngày cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.